chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn một cái phần mềm tiện ích để sử dụng tích hợp cho cái phần Word và Excel trong các văn phòng để tiện sử dụng trong việc làm cho các bạn. Tôi cảm thấy rất là hay. Phần mềm này do người Việt sáng tạo ra và đây là cái phần mềm tiện ích đó. Cái này tôi sẽ hướng dẫn các bạn và sau đó tôi sẽ để dưới đường link video các bạn xem và các bạn sẽ tải về. Đấy, nhưng mà tôi định thêm ra xem đây là cái phần một cái đặt nào để được ví dụ như một Word Excel hoặc một Word bảng 20 lên trên phần này nó chưa có cái phần tiện ích này. Khi tôi đưa phần tiện ích này vào thì thấy nó sẽ ra làm việc rất hiệu quả. Tôi lấy ví dụ, bây giờ tôi sẽ mở một cái file văn bản nào đó lên để tôi lấy ví dụ cho biết. Thường thường là trước kia là chúng ta đánh bằng 0 Việt Nam hát. Đánh Việt Nam hát thì nó có 2 0, nó là 0 viết chữ thường và 0 viết chữ hoa. Để 4 chữ thường và chữ hoa thì nó rất đơn giản trong cái 0 Việt Nam hát rồi. Nhưng bây giờ là theo quy định mới thì chúng ta không được sử dụng cái phông này nữa, mà ta bắt buộc phải sử dụng tham New Roman. Đấy, vậy thì tham New Roman nó chỉ có một cái phông này thôi. Muốn đánh viết chữ hoa thì chúng ta phải bật cặp lốc lên thì chúng ta viết được chữ hoa. Đấy, thế vậy thì khi muốn chuyển đổi từ chữ thường này sang chữ hoa thì nó rất khó trong cái kiểu chữ là Times New Roman. Chúng ta không thể bôi đen và chọn cái kiểu viết chữ hoa được mà chúng ta không thể xóa đi và bật cặp lốc và đánh lại. Nhưng này trong phần tiện ích này nó có rất nhiều hỗ trợ xếp alpha b này, rồi là làm một lục, rồi là đổi công chữ, đổi từ công chữ Times New Roman sang Việt Nam hát hay ngược lại, rồi rất nhiều các tính năng khác nữa. Và tí tôi sẽ hướng dẫn cho chúng ta. Bây giờ tôi sẽ vào sẽ làm luôn trực tiếp trên cái phần này. Để làm việc chúng ta như là mở phần tiện ích lên, chúng ta vào cài đặt phần cài đặt này, chúng ta chạy cài đặt phần tiện ích này. Các bạn next, bữa nay nó hỏi là bạn có và đặt được nền công phần mềm này là các bạn thì công dụng vấn đề gì đấy. Bữa nay chúng ta sẽ làm phần mềm này. Các bạn next, các bạn next tiếp, tiếp tục các bạn next. Cái này chúng ta cứ bấm là thôi, không có gì cả. Đấy, như vậy là chúng ta đã cài đặt xong cái phần mềm tiện ích này rồi. Sau khi đặt xong thì ta sẽ mở cái file Word ra lên. Tôi lấy ví dụ luôn cái tệp file mà tôi đang sử dụng cho các bạn. Khi cài đặt xong thì cái phần mềm tiện ích máy tính chưa hiện lên, chúng ta phải qua một vài cái thao tác nữa thì nó mới hiện lên để chúng ta sử dụng được. Vậy thì chúng ta sẽ theo dõi cái phần này là quan trọng, chúng ta để ý này. Chúng ta cài đặt xong mở Word lên và chúng ta sẽ bấm vào File, chọn vào Option, sau đó ta chọn vào cái Custom My Keyboard này, sau đó ta chọn vào Import, chọn vào import custom injection file này. Chọn vào đây, sau đó ta sẽ tiến hành chọn đến ổ C và chọn đến cái mục RNG này. Chọn vào này, ta
bạn cần tôi làm lại không? Đây là ví dụ. Trong này nó sẽ có các folder, chúng ta có để ý đến cái file dưới này thôi. Đấy, ta chọn cái file mở open và nó hỏi bạn có muốn đặt vào cái thanh toa bát này không, để bấm yes và ok. Thế như vậy ta nhìn thấy trên này bây giờ bắt đầu có là phần tiện ích tiếng Việt và chèn mục tự động. Thế vậy chúng ta bật cái phần tiện ích tiếng Việt lên thì bây giờ đã có rồi, bật tiện ích tiếng Việt lên thì nó hiện lên đây rất là nhiều. Thứ nhất là đã chuyển từ tiếng Việt ngày xưa đấy sang Unicode này, xong rồi chuyển từ VNI sang Unicode này, hoặc từ Unicode sang tiếng Việt 153. Đấy là phần đổi và đảo mã. Đấy, có rất nhiều từ Unicode sang VNI này tự động ra sang hết. Đây cho tôi ví dụ, bạn chọn đầu tiên đây là chữ này, nếu về đây tiếp đây thì là chữ Thanh Lưu Bình đúng không ạ. Đấy, ta bật phần tiện ích, ta chỉ cần bấm cái này chuyển nó sang chữ Việt Nam hát, và chuyển từ Unicode sang tiêu chuẩn 53. Đấy, thì tự động nó sẽ chuyển tại bộ đèn lại xem là nó là cái thư viện đã sang không tự động. Bây giờ ta chuyển ngược lại thì đã làm được thế thôi, và tiêu chuẩn 53 sang Unicode lại sang. Một cái tiện ích nữa mà rất là hay đó là mục chuyển sang chữ Hoa. Như vậy theo cái công văn mới nhất mà giáo án theo công văn 2345 là bắt buộc các tiêu đề là bây giờ là chữ Hoa và các chữ chúng ta đều đánh là chữ Camu mình rồi. Thế bây giờ muốn đánh chữ Hoa thì chúng ta lại phải bật cắp lốc và xóa đi đánh lại rất là lâu. Như vậy bây giờ có tính năng này rất là tiện và các thầy cô để sửa giáo án của mình, chúng ta có thể đuôi ăn nó. Cái dòng mà muốn in hoa ta bấm vào được in hoa, cái toàn bộ tự động sẽ thành in hoa. Đấy, ví dụ đầu đề cái dòng này ta muốn chuyển dòng này thành in hoa thì ta chỉ cần bôi đen và chọn phần chữ in hoa là tự động sẽ chuyển toàn bộ thành in hoa. Và tiếp theo nó có thêm cái phần chỉ số trên chỉ số dưới này. Đấy, dấu toán học này. Đấy, có rất nhiều các định dạng ở đây, hay là các chữ nó chưa có viết hoa đầu câu. Ví dụ như chữ này chưa có hoa đầu câu thì ta sẽ cần tích vào đây là tự động nó sẽ viết hoa đầu câu cho chúng ta. Đấy, ẩn đoạn văn, rồi là chia màn hình dưới, chèn mục tự động này, rồi là 1 phút, 3 phút, 5 phút, cm in, nó tự động nó sẽ lưu, và tự động lưu trong 1 phút, tự động lưu 3 phút, tự động lưu 5 phút thì tùy. Hướng dẫn hình ảnh, video hướng dẫn đều có. Đây là cái phần này tôi thấy rất là hay để chúng ta có thể chuyển đổi các phông chữ, rồi là chuyển đổi chữ thường chữ hoa rất nhanh chóng, chúng ta không phải đánh lại. Mà đánh lại bây giờ thì các thầy cô rất mất thời gian, mà chúng ta nếu mà chúng ta lại phải chuyển nó sang cái phông tiêu chuẩn 153 thì lại không đúng với quy định. Do vậy là chúng ta phải chọn phương án này là tối ưu nhất. Cái phần tiếp theo là phần chèn mục tự động, chèn mục hủy, chèn mục ở trang đầu, chèn mục trang cuối, cập nhật mục lục, phông chữ, màu chữ, sao chép, cắt dán, tất cả một cái định dạng rất là hay. Đấy, như vậy là tôi hướng dẫn cho các bạn đó là cái mục tiện ích Excel mà cái mục rất là tiện và hay cho chúng ta, thì chúng ta cài đặt về chúng ta sử dụng. Và chúc các bạn và các thầy cô thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.